Trung Quốc hôm thứ Tư đã công bố gói giảm thuế trị giá 520 tỷ nhân dân tệ, 72,3 tỷ đô la Mỹ trong vòng 4 năm đối với xe điện, EV và các loại ô tô xanh khác. Đây là gói giảm thuế lớn nhất cho ngành ô tô, khi nước này tìm cách thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán ô tô đang chậm lại. Tăng trưởng doanh số bán hàng suy yếu tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới đã làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Và trong khi sự hỗ trợ tài chính được nhiều người kỳ vọng sau cam kết thúc đẩy ngành công nghiệp này trước đó của chính phủ, cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô lớn đã tăng vọt sau khi thông tin chi tiết được công bố. Gui Dongsu, Tổng thư ký Hiệp hội ô tô chở khách Trung Quốc cho biết, việc gia hạn thêm 4 năm đã đánh bại kỳ vọng của thị trường. Xe năng lượng mới, NEV, được mua vào năm 2024 và 2025 sẽ được miễn thuế mua hàng lên tới 30.000 nhân dân tệ, 4.170 đô la Mỹ, mỗi xe. Bộ Tài chính cho biết trong một tuyên bố, khoản miễn trừ sẽ giảm một nửa và giới hạn ở mức 15.000 nhân dân tệ cho các giao dịch mua được thực hiện vào năm 2026 và 2027. Trung Quốc trước đây cũng đã trợ cấp mua xe điện trong hơn một thập kỷ nhưng chương trình này đã kết thúc vào năm ngoái. Cổ phiếu ô tô Trung Quốc tăng điểm sau thông báo này, với nhà sản xuất xe điện NIO cũng tăng 3,5%. Gói mới mở rộng miễn thuế mua NEV hiện tại sẽ hết hạn vào cuối năm 2023. NEV bao gồm EV chạy hoàn toàn bằng pin, xe hybrid chạy xăng điện và xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro. Thứ trưởng Bộ Tài chính Su Hong Kai cho biết trong một cuộc họp báo rằng các khoản giảm thuế NEV tích lũy lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2014 và được gia hạn gấp 3 lần vào năm 2022 đã vượt quá 200 tỷ nhân dân tệ vào năm ngoái. Su cho biết khoản miễn thuế năm nay sẽ lên tới 115 tỷ nhân dân tệ, cho thấy gói 520 tỷ nhân dân tệ mới sẽ là khoản giảm thuế lớn nhất từ trước đến nay đối với ngành. Các ưu đãi về thuế đặt NEV lên hàng đầu trong nỗ lực thúc đẩy trên diện rộng nhằm khơi dậy sự tăng trưởng trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chính phủ đã thúc đẩy mạnh mẽ NEV trong những năm gần đây thông qua các biện pháp khuyến khích hỗ trợ sự gia tăng của các công ty địa phương như Li Auto, NIO và BYD. BYD được hỗ trợ bởi công ty đầu tư Berkshire Hathaway của Warren Buffett, hiện bán chạy hơn những chiếc ô tô mang nhãn hiệu Volkswagen tại Trung Quốc và trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước này tính theo doanh số bán hàng trong năm nay. Các nhà phân tích cho biết giới hạn miễn thuế mua hàng sẽ giúp thúc đẩy sự tăng trưởng của các mẫu xe rẻ hơn, chủ yếu do các công ty trong nước sản xuất, thay vì các loại xe cao cấp từ các nhà sản xuất nước ngoài. Doanh số bán NEV đã bị ảnh hưởng vào đầu năm nay sau khi chính phủ kết thúc chương trình trợ cấp mua xe điện, nhưng đã phục hồi trở lại sau khi các nhà sản xuất ô tô bao gồm Tesla giảm giá để bảo vệ thị phần và sau khi gia hạn miễn thuế mua hàng trước đó. Susan Zhou, phó chủ tịch của nhà nghiên cứu Restart Energy, cho biết điều này sẽ hỗ trợ tăng trưởng xe điện của Trung Quốc, dự đoán doanh số bán xe điện sẽ tăng 30% vào năm 2024, tăng từ mức 15% ước tính trong năm nay. Doanh số NEV đã tăng 10,5% trong tháng 5 so với một tháng trước đó. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe khách Trung Quốc, họ đã tăng 60,9% so với một năm trước đó, khi các biện pháp hạn chế COVID-19 vẫn thúc đẩy hoạt động sản xuất và bán ô tô. Nhiều chính quyền địa phương cũng đã công bố các biện pháp kích thích mới, mở rộng nhiều ưu đãi khác nhau, mà họ bắt đầu triển khai trong năm nay để thúc đẩy doanh số bán hàng. Chính quyền địa phương ở Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, hôm thứ Tư cho biết họ đang phát phiếu mua xe trị giá 50 triệu nhân dân tệ trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8, phân bổ 60% số tiền cho các giao dịch mua NEV. Theo Reuters, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.